Hello, em xin chào tất cả các bác. Em đang sắm tiếp tục một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Văn, thùng gỗ đẹp xuất sắc. Chuông của nó là 2 đồng. Đến giờ đổ chuông và 30 phút đổ chuông Citizen đây. Thường những cái đồng hồ Citizen và Seiko thì những cái bộ kim rất đẹp nha các bác. Bộ kim có hoa văn đẹp lắm. Đây bên trên cũng có đỉnh của nó không có hoa văn. Đây cũng hoa văn còn nguyên bản nha các bác. Chiều cao của chiếc này là 52 cm, còn chiều ngang là 26 cm. Chiều sâu vô là ở đây là 11 cm. Đặc biệt chiếc này nó có công tắc tắt chuông nằm bên ngoài luôn, bác nào không thích thì nhà mình bật xuống chế độ off và tắt chuông. Mặt đồng hồ này là mặt nó nhô lên nè các bác, đây nó nhô lên rất đẹp. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0918120267. Các bác kết bạn Zalo giúp em nhé. Để cần hình ảnh hoặc video gì em gửi chi tiết luôn nha. Rồi em kết thúc video, chào tất cả các bác.